Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Tuyển Văn hóa ẩm thực. Ngay đầu khi mới biết tin Quang Hải sẽ chơi tại giải hạng 2 Pháp, hẳn không ít người cảm thấy hững hụt. Tuy nhiên đó không phải vấn đề với cá nhân Quang Hải. Trong trường hợp cần tìm cảm hứng, Hải có thể tham khảo câu chuyện của tuyển thủ Nhật Bản Namichi Ueda. Như Ueda đã nói với tờ báo Pháp có tên Objective Gat, mọi cầu thủ Nhật chơi bóng ở nước ngoài đều được coi là người hùng ở xứ sở mặt trời mọc. Tuy nhiên khi có quá nhiều trong danh sách dự Kirin Cup vừa rồi, Nhật đã có tới 20 trên tổng số 25 cầu thủ khoác áo các câu lạc bộ châu Âu thì lập tức đã có sự phân hạng giữa các người hùng. Được trọng vọng nhất đương nhiên là những người đang thi đấu ở năm giải hàng đầu tại châu Âu. Vì vậy Ueda đã rất đắn đo khi ký hợp đồng chính thức với Nîmes vào mùa hè 2021 sau 5 tháng chơi theo dạng cho mượn. Bạn nhớ Nîmes chứ? Bến đỗ tin đồn của Quang Hải trước đó đấy. Khi ấy thì Nîmes vừa rời khỏi Ligue 1 và chuyển xuống chơi ở Ligue 2, tức là giải hạng 2 của Pháp. Nó đồng nghĩa với việc cái tên Ueda sẽ không còn được truyền thông chú ý như trước nữa. Thực tế sẽ ra đúng như vậy, thông tin về Ueda trở nên hiếm hoi trên báo Nhật và sự xuất hiện của một YouTuber tại Nîmes đủ để khiến anh vô cùng cảm động, liên tục cúi đầu cảm ơn trong 10 giây ngắn ngủi trên đường gặp ra xe buýt. Thế nhưng chọn Nîmes thực sự là một bước đi thông minh của Ueda, người từng đánh mất vị trí chính thức và làm bạn rất thân với băng ghế dự bị ở Brugge. Không còn những lời tung hô, hậu vệ 27 tuổi tập trung hoàn toàn vào bóng đá, đồng thời học tiếng Pháp để đẩy nhanh quá trình hòa nhập. Cho đến nay có thể nói Ueda đã thành công. Mùa giải vừa rồi tại Ligue 2 anh chơi 2.665 phút, nhiều nhất trong 5 năm trở lại đây. Phần thưởng chính là Ueda đã được gọi vào đội tuyển quốc gia Nhật Bản ở cuộc đối đầu với Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 hồi tháng 3 vừa qua. Hôm ấy thì Quang Hải chơi trọn vẹn cả trận, còn Ueda ngồi dự bị. Nếu tới Nîmes thay vì Pau FC thì Quang Hải đã là đồng đội của Ueda. Và hậu vệ người Nhật chắc chắn sẽ cung cấp cho Quang Hải những lời khuyên rất hữu ích, bao gồm việc tới Ligue 2 không phải là một bước lùi. Nó không có sự hào nhoáng, nhưng cung cấp môi trường phù hợp để phát triển, đặc biệt những cầu thủ đến từ châu Á. Khác với sự lạnh nhạt ở những câu lạc bộ hàng đầu hay dành cho những cầu thủ đến từ châu Á mà chúng ta vẫn thường nghe, thì Ueda tiết lộ các đồng đội của anh rất chào đón anh. Họ cũng rất cởi mở và thân thiện. Điều quan trọng nhất, cơ hội ra sân luôn có. Quang Hải cũng đang nhận được những lợi ích tương tự ở Pau FC. Đây là một trong những điều tuyệt vời mà Ligue 1 khó có thể cung cấp. Thưa quý vị, hy vọng một câu chuyện ngắn ngủi vừa rồi của Ueda cũng giúp cho mọi người có thêm góc nhìn về Ligue 2, về các đội bóng tại đây và chúng ta có thêm niềm tin vào Quang Hải. Hãy tiếp tục cổ vũ và nghĩ những điều tích cực nhất về Quang Hải cũng như những gì mà Quang Hải đang thể hiện tại châu Âu. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của Tuyển Văn hóa ẩm thực thể thao.